thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo quyết định số 498 của Thủ tướng Chính phủ. Sáng ngày 29 tháng 7 năm 2021, tại xã Minh Sơn, phòng dân tộc huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Minh Sơn và các ngành liên quan đã tổ chức buổi trao đổi nói chuyện tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hà, trưởng phòng tư pháp huyện, đã trao đổi với các đồng chí là thành phần được mời dự hội nghị về luật hôn nhân gia đình và những điểm mới theo quy định của nhà nước về luật hôn nhân gia đình thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện các kỹ năng tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi trong lĩnh vực tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên thanh niên các biện pháp kế hoạch hóa gia đình và lợi ích của việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế và tổ chức cuộc sống gia đình. Thông qua buổi trao đổi nói chuyện này nhằm trang bị cho cán bộ xã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con nâng cao ý thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, ngăn chặn việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng dân cư sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.